nó chắc cái ớt, cái ớt ngon ghê, cái ớt hiểm. Đây là mình chặt cái lá cẩm này là lá cẩm Thái nè. Để nhìn vô mình sấy mình làm cho cái chị bạn ở Mỹ nè. Mình thấy mình làm bột lá cẩm á, này mình cũng thí nghiệm mình làm lần đầu tiên. Để mình làm xong rồi cái mình sẽ pha ra thử thành cái nước màu tím ha. Chứ mình nấu thì nó ra màu tím đẹp lắm. Thấy thì mình chưa có làm lần nào, đây là làm lần đầu tiên, để mình vô mình làm thử. Lật cái lá ra mình bỏ cái cọng, lật cái lá ra cái mình vô mình rửa sạch, cái mình phơi cho nó ráo nước, mình đem vô mình sấy. Cái này mình không có phơi như là lá rau mơ được, nên lá rau mơ thì nó sẽ bị đen chứ nó không có thành màu tím. Giờ mình vô mình rửa sạch. Giờ mình cho lá cẩm vô nước mình rửa thật sạch nè. Lá cẩm mình không có dơ tại vì trời mưa á, nó trơn á, nó sạch rồi. Ở trái này nằm tên nó thọng xuống y nhân gắn mà. Y nhân gắn ở tên mất kẹt ở tên nè. Ôi trái này nó dài khủng khiếp, muốn đụng đất luôn rồi. Quá trời trái luôn. Trái nó dài hàng luôn. Dài nhát trái luôn. Dài dài làm kia nữa. Trái này đi gắn được rồi. Trái gì chứ rồi có mấy hộp hả? Nó không có nhiều hộp. Được 2 cô lê kima. Mình sấy lá cẩm nó giòn rồi nè. Giờ mình lấy ra cái mình xay. Nó đang giòn vậy nè. Cái mình bớt ra cho nó nát rồi mình xay giống như lá mơ. Mình để mà nó mềm lại á. Khó sao. Cái nhờ lập đi bớt nát cái sống của nó nè, mình lựa ra sống của cái lá cẩm
bóp nát cái lá ra cái còn phải sống. Cái gai để thì gai giữ cái sống còn. Cái bột nó rớt ở dưới, bột nhuyễn nhừ. Mình không dám dỡ cao lên nó bay, nó nhiễm quá. Thành phẩm rồi là đáng nhiễm luôn. Mình xay máy này chứ cái máy kia ốc quá mình xay không được. Cho vô bịch, mỗi bịch là 100 gram. Còn khi dễ mình dễ bảo quản, mình dễ lấy ra xài nha. Này mỗi lần mình xài mình lấy số lượng ít, tại vì mình cái bột đó, nó khô lại nó mới nhiều đó. Thì để mình pha thử cái bột lá cẩm của mình nha. Đây là mình chuẩn bị một tô nước nóng nè, nước này nước sôi mình rót ra cái tô rồi nè, rồi mình cho lá cẩm vô, bột lá cẩm vô nè đó, mình thấy nó tím tím rồi. Này mình pha một lượng vừa đủ thôi, cái nhiều quá thì cũng không có, tại vì nó khô quá, lượng vừa đủ chứ nó cũng làm nè tím rồi nè đó. Mình ngâm hồi cho lâu lâu. Lâu cho nó nở ra, còn không thì mình bỏ vô cái nước nồi nước sôi á, cái mình nấu ngồi cũng được, giống như mình nấu nó cẩm tươi vậy. Nhưng mà theo mình nghĩ nay cũng là làm mình làm lần đầu tiên nè, mà cái màu thì chắc nó không có tươi như là mình nấu cái lá lúc còn tươi, nó cũng ra cái màu tím này nè. Này ngâm hồi nữa cho nó nở ra, nở bột ra tại vì bột khô á. Này cũng thành công khoảng 95% rồi đó. Cá cẩm mình nè, màu tím rồi nè. Nhưng mình này chưa đậm đặc không nè, nó chưa có đậm không, để mình ngâm hồi nữa, ngâm cho lâu cho nó nở nó cẩm ra. Này hoặc là mình đem như mình nấu trên bếp á, nó cũng nở ra nè, nó cũng ra cái màu nè. Cho mấy chị em mình làm đồ chay, mỗi người phần quà là 5 kg gạo. Gạo này là gạo lài sữa, gạo thơm lài sữa. Cái này mình mua 20 nhãn ký. Chị xã mình đây dám mạnh thôi chứ không nhận sao. Cảm ơn chị quê ở Bến Tre. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Bến Tre, chúc chị được nhiều sức khỏe. Em cũng cảm ơn chị quê Bến Tre, em chúc chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Mình cũng có ông bà nha, Bến Tre. Rồi. Thằng này có bé và chị xã. Đây này, Tâm Ngàn chị về mua đồ ăn, ăn trong cái gạo nè. Chị xã mua đồ ăn. Em cảm ơn. Đây, em ngồi xuống đàng hoàng. Rồi. Chị quê Bến Tre chúc sức khỏe. Ở đây là phần của mình nhiều. Con hả Tâm hả? Con cũng có phần đó, để phần quà của Noel nó là 500 ngàn, chị quê Bến Tre cho để mình vào mua sữa cho nó. Trời ơi, phần quà nhiều dữ nha. Em cũng có quà. Rồi cũng có quà nha. Bé cũng phần. Thì ông xã mình cũng phần. Chia đều. Cho. Em cảm ơn chị quê ở xe rất là nhiều. Em chúc chị mùa du lan thật là vui vẻ và bình an và hạnh phúc. Rồi em cảm ơn chị. Nè chị quê ở xe cho bé là 5 kg gạo nè, với 100 ngàn.
Dạ. Cho anh năm ký gạo với 100 ngàn mua được ăn. Người nào cũng có quà hết á, là đồ chay người nào có quà hết trơn á. Không biết nói hơn, cảm ơn chị ở Bến Tre, được chiều sức khỏe. Con cảm ơn cô ở Bến Tre rất là nhiều. Con chúc cô mùa du lan này thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em xin chân thành chúc tất cả mọi người có mùa du lan thật là hạnh phúc và bình an, và sức khỏe dồi dào ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Không có đậm không nổi á. Rồi bữa nay mình cũng tới ngày 24, hôm nay là ngày 24 tháng 8 thì cũng tới ngày anh Trần Huy ở Mỹ phát dạo cho bà con của mình ở đây ăn hàng tháng ha. Thì bữa nay đi được 8 người khắp nước, sợ lúc này trời mưa nhiều lắm, rồi chờ đợi sợ nhiều khi trời mưa. Rồi hồi mấy người kia đi tới sau thì mình sẽ phát sao. Đi nói à? Nói vậy ăn quá lợi, giờ xin bao đậu 10 tiếng nói. Chạy nó đi mất tới với kinh tới luôn nặng chân đi. Con mình này nè. Con mình nhận gạo ăn vui vẻ ha. Rồi cái chúc mừng Dương Lan cũng nhiều sức khỏe và hạnh phúc, bình an, mọi điều bình an. Xin chúc cho anh Trần Huy gặp sức khỏe và dạng sự bình an. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ, đã giúp đỡ cho bà con mình ở đây cũng đỡ vất vả phần nào cho cuộc sống. Mình cảm ơn anh Trần Huy rất là nhiều. Giờ mình hát cho chị luôn. Giờ bà con mình cho anh Trần Huy chàng vỗ tay đi. Giờ còn 4 người nữa. Rồi chị nhận gạo đi chị. Chị cảm ơn chú Thịnh Quy, cô Định, cô Định. Cảm ơn nhiều lắm chứ. Dạ. Dạ. Chào mau lên. Chào Noel. Chào ông bà. Chào bà. Chào. Wow, Thanh ta giả coi, Thanh ta giả bà. Thanh ta giả bà. Giỏi. Xá coi, đâu xá kịch coi. Xá làm sao? Xá làm sao đâu? Trời ơi, nó em đẹp quá ta. Em chuẩn bị đi lùi. Đi chích ngừa. Đẹp đâu? Chỉ đẹp à? Đẹp đâu? Áo đẹp đâu, khăn đẹp đâu? Dạ, 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 đây là 2 kg tôm khô, mỗi bịch thì là nửa ký, có bịch tôm khô thì thiệt ngon luôn. Còn đây là khô cá lóc, 2 bịch khô cá, 2 kg khô cá lóc và 4 bịch. Một ký khô lù đầu 2 bịch.
3 kg măng, 3 kg củ hủ dừa mình nói vậy, 6 bịch. Măng khô, một ký măng khô, mỗi một chiều nửa ký, một ký mắm cầu muối ớt. Cái này mình có ướp đường vô nè, cho nên nó cái màu nó dần vàng, còn cái này thì không có ướp đường. Rồi mắm cầu thì hết mắm cầu rồi, được có 900 gram, 2 bịch này có 900 gram. Thùng này đầy, cái thùng bự hơn. Này mình gửi cho chị ở Cần Thơ, ký khô cá lóc, chị dặn mình ký khô cá lóc. Còn đây là chị ở Sài Gòn đặt mình là 3 kg khô đồ đồ, mỗi bịch thì là mình vô nửa ký nè. Là 1 ký khô cá tra. Mình cảm ơn quý khách hàng đã mua ủng hộ đồ của mình, cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều. Mình chúc cho quý khách hàng dồi dào sức khỏe và giảm sự như ý. Mình cảm ơn rất là nhiều ạ. Hai tay bài dưới ha.